Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với gia đình Cá Tráp. Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua mấy bạn ơi. Mình đi Nhật tới giờ phút này mình đi lại lần 2 được 5 năm rồi. Lần 1 3 năm đó, tổng cộng là 8 năm rồi. Nhưng chưa một lần là đi chơi xa luôn mấy bạn. Chưa một lần dắt gia đình đi chơi xa luôn. Đi nhậu thì có, đi nhậu thì đi xa có. Đi câu cá đi lại càng xa hơn cũng có luôn. Đi câu cá đi xa đi hoài luôn, hầu như tuần nào cũng đi. Mà dắt nhà đi chơi thì chưa có. Hôm nay nhân cái dịp nghỉ dài mấy bạn, nghỉ được 5 ngày thì mình sẽ không có đi câu cá 2 ngày đó, thì mình 2 ngày mình sẽ dắt gia đình mình đi chơi. Mùa hè thì chỉ có đi tắm biển thôi mấy bạn ơi, nên là mình tra những cái bãi biển mà tắm ở gần Osaka. Thì gần Osaka mà bãi tắm thì chỉ có Wakayama hoặc là Kobe thôi mấy bạn ơi. Mà đi Wakayama thì nó hơi xa, để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ dắt gia đình mình đi Kobe. Cái chuyến đi chơi lần này là mình dự định đi trong là nửa ngày một đêm đi rút ngắn gọn thôi, đánh nhanh rút gọn về sớm để còn đi câu cá nữa. Đi tắm biển là tự túc nha mấy bạn, không có đặt tour, không có đặt gì hết á, tự đi ra bắt tàu rồi đi thôi. Thì hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa mình sẽ xuất phát, mình đi xuống Kobe, đi tàu mất tầm khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng thì đến nơi là khoảng 3 giờ chiều đó. Cái lịch trình của mình như vậy thì mình đặt phòng khách sạn ở trên Google Maps á, đánh vô Google Maps đánh hotel, nó sẽ hiện lên những cái khách sạn và giá của khách sạn đó. Mình chọn những khách sạn nào có vị trí phù hợp với lại giá cả phù hợp á thì mình đặt thôi mấy bạn. Thì mình đặt vì là mình đi với lại anh Hiệp á, anh đó cũng có vào trong video của mình mấy lần rồi, do đó là đi chung với gia đình anh Hiệp, có 2 vợ chồng anh Hiệp, mình, vợ mình và con mình thôi, 5 người thì đi tắm biển thôi. Tắm biển là chủ yếu ấy. Còn ăn uống thì lạ, mình không có biết sao, nên là ăn uống tới đó tính sao ha, tự túc hết. Đặt phòng khách sạn thì mình đặt 2 phòng, phòng đôi ấy mấy bạn, là hình như 8 sen mấy, 8.000 mấy yên, 9.000 yên gì đó. 2 phòng là tầm khoảng lá 7, tầm khoảng 17 ngàn yên á, 18 ngàn yên gì đó. Đó, còn ăn uống là mình tự túc hết. Thì đi di chuyển thì mình đi bằng tàu điện, đi trong thời gian ngắn, do đó là không có chuẩn bị hành lý nhiều ha. Ở trong cái vali này, vali kéo này, vali này tầm khoảng 10kg, 15kg gì đó. Thì bỏ nhà mình 3 người thì 3 bộ đồ. Còn trong đây là hành lý đồ, camera đồ của mình trong đây, bàn chải đánh răng đồ đó, chỉ có vậy thôi. Gia đình đi chỉ có vậy thôi. Nhóc mình nó nôn nao quá, do đó là chạy ra ngoài đây. Đâu rồi, nó mắc rồi. Ông già ơi, ui xí sao. Ủa chị Sàng chào khán giả coi. Ủa chị Sàng chào khán giả. Con chào mọi người. Con chào mọi người. Hôm nay con đi đâu? Hôm nay con đi tắm biển. Yeah, hôm nay con đi tắm biển, chính xác. Rồi, nhà mình đi thôi. Mình xuống ở dưới đợi mấy bạn, nhà anh Hiệp nè. Nhà anh Hiệp 2 người có đôi tình nhân trẻ nè. Đôi tình nhân trẻ bình thường đi cưa cây mặc áo đồ thấy gớm, bữa nay lên đồ ngon chứ. Đây, đôi tình nhân trẻ. Đôi tình nhân trẻ mới có 2 đứa con là sắp cưới chồng cưới vợ hết rồi. Sắp lên ông 3 giờ rồi. Rồi, đi bộ ra ga thôi mấy bạn. Nhà mình đi ra ga không gần lắm mấy bạn. Bây giờ sẽ đi bộ ra ga rồi lên đi tàu. Ờ kệ đó, đi. Đi con ơi. Cái ga tàu này nó hồi đó nó cũng cũ lắm, nó mới sửa lại tháng gần đây các bạn. Nên nhìn nó cũng đại khái là hiện đại. Anh Hiệp mua vé. Anh này không có thẻ hả? Không, em đâu có thẻ đâu. Thôi, giờ còn nhiêu trong thẻ vậy? Mình có mua cái rẻ nhất lên đó mình bù sao chứ giờ không biết bao nhiêu tiền. Mua giá rẻ nhất đi, tới chỗ bù. Còn 943 hả? 2 vé, 180 yên, 2 vé. Giờ nạp tiền hả? Nạp nhiêu? 5 sen luôn hả? Thôi. Dân chơi chứ hả? Nghèo chứ hả? Nghèo chơi nạp lần đâu thêm chứ à. Nasi. Ừ. Rồi. Tiền vô. Giá tàu thì ở trên đây có nè các bạn, mà điều tra làm biếng lắm. Cứ mua đại giá rẻ nhất thì tới chỗ bù thêm. Nó cũng 2 bù. Rồi đi vô. Rồi đi thôi. Hi bu theo mẹ kìa hi. Mới tới tối bây giờ hả? Lồng lồn ra đi biển. Mình còn quay camera, phải kéo cái vali nữa nè các bạn. Mình đi bằng thẻ. Cái thẻ. Đó nè. Đó, Ikoka. Đó, mở cái cửa ra nè. Rồi đi qua. Đi lên thang máy. Thang cuốn, chính xác là thang cuốn chứ không phải thang máy. Tao vừa tới các bạn ơi, chạy. Chạy theo, lên tàu. Hên chứ hả? Đó. Ai hả? Cô hả?
Cô có hỏi hay lên tàu mấy bạn. Đó, tàu đóng lại nè. Tàu không có người lái luôn. Cái này là khách thôi mấy bạn ơi, hành khách thôi chứ không phải là người lái tàu hết. Đây là cái ngồi đầu tiên đó. Phải đổi tàu tới 2 lần nữa mấy bạn ơi. Đổi tàu 2 lần mới đi xuống được Cô Vê chứ không phải là đi là tới nha. Cái tàu đầu tiên thì mình đi 2 ga. Đổi ga tàu mấy bạn ơi. Tới đây mình lại quẹt cái thẻ vào đây. Rồi nó hiện số tiền lên đây, số tiền còn lại và số tiền tổng. Rồi mình đi ra. Đi hết 380 yên phải. Rồi đi ra. Tới ra Cô Vê mấy bạn ơi. Tới ra Cô Vê đi bộ khoảng 200 mấy mét rồi. Mấy bạn coi cái cổng đó nè. Hiện đại không? Đó, đông xuống đóng cửa lại. Có mấy công ty cáp nè. Trời ơi. Lại tới ngay đường vô luôn, tới khách sạn mấy bạn ơi. Nè. Khách sạn 3 sao không biết ra làm sao đây. Nghe dòng nghe quen lắm. Cô tiếp tân quê ở Quảng Bình. Dòng quen lắm hả anh Hiệp? Anh Hiệp cứ thấy gái là bắt chuyện rồi cùng quê được các kiểu ha. Đồ nhiệt độ ấy. Ok. Nhận chìa khóa phòng rồi mấy bạn ơi. Mình phòng nhà mình phòng 501, nhà anh Hiệp phòng 502. Hai phòng kế bên luôn hả? Hai phòng kế bên luôn. Làm nhẹ nhẹ nha. Anh Hiệp lộn phòng hả gì ạ? Ủa sao nó không mở được ta? Ủa sao đúng chìa khóa nó không được? Papa TV lên cho con. Rồi để dưới ngoài hả? Papa TV lên. Tại cái phòng cũng nhỏ. Tại ơi, cái phòng có chút xíu mấy bạn ơi. Nè. Ủa sao nhỏ vậy hả? Ờ có điện này. Nè. Ủa tôi lấy này cũng được. Papa không muốn coi xe. Tôi lấy cũng sạch sẽ đấy. Papa không muốn coi xe. Bề ngang tầm 2.5 mét, ngang cho 2.5 mét. Đó. Có một cái tivi, một máy lạnh, một cái tủ lạnh nhỏ. Cho hai cái đèn ngủ dưới trời. Đâu? Nó, hai cái đèn ngủ. Ồ, máy xe tóc là ok á. Có máy xe tóc nó cũng được, nói chung là ổn. Bây giờ tới bãi biển rồi mấy bạn ơi. Bây giờ là 4 giờ 40 chiều mà trời ơi, dã man, nó nắng nó lọc da luôn á. Hai cái em chống nắng rồi mà giờ nó rát da luôn. Khả năng về giống như ông táo á. Khả năng về thành ông táo là cao lắm. Giờ đi ra bãi biển coi thử coi. Rồi kiếm chỗ thay đồ rồi ha. Kiếm cái gì ăn cái bắt đầu đi xuống tắm. Ở bãi biển nhà không biết có bán hải sản đâu giống như ở Việt Nam không. Chắc không có đâu. Ở đây không có buôn bán dạo. Nắng dã man luôn, trời ơi. Nè. Nắng không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, nó nắng mấy bạn ơi, mất 4 giờ 50 rồi mà còn nắng ngu người luôn. Nắng muốn lọt da luôn vậy. Đúng là mình quyết định đi tắm buổi chiều là hợp lý. Bữa nay đi tắm là quyết tâm là không có để cho nắng ăn lọt da. Tại hồi bữa đi câu cá bị nắng ăn quá trớn, da mới vừa non lại giờ sợ nắng ăn nữa lọt da luôn. Quay sơn dầm cho mấy bạn coi. Giảm nè. Nói chung là người cũng đông ha. Cũng đông là chứ không phải là gọi là đông quá đông. Bãi biển này là bãi biển Sư Ma của Cô Bê. Cũng rộng đấy. Cát sạch, rác không có. Ở ngoài kia có bờ trắng sóng ha. Có phao ngăn cho mình không có đi xa nữa cho nên là cũng an toàn. Này thì đâu có sóng được. Ừ, có bờ trắng sóng ha. Có bờ trắng có sóng rồi. Bãi biển dài lắm mấy bạn ơi. Xa. Không có sóng được. Này mấy km á. Đồ ăn này mấy bạn. Cái này là gyudon. Gyudon này là 800 yên nè. Nè mấy bạn nhìn nè. 800 yên ha. Gyudon là cơm bò. 800 yên là chưa được 160 ngàn hay khoảng 140 ngàn quá. Cái này curry udon. Có thật không? Có. Cái này là cũng 800 yên luôn ha. Nói chung là cũng không mắc mấy bạn ơi. Nhưng mà tô hơi nhỏ. Cái này ăn đang có sức đang đi tắm thôi. Chỗ này takoyaki. Takoyaki như anh Hiệp. 400 yên phải. Đây nè có giá đây nè chưa? Có đó luôn hả? Takoyaki 500 yên. À.
500 yên. 800 yên này. Này có thịt bò nhiều. 700 yên. Xúc xích nhiêu ta? Ừ, xúc xích 2 cây có 300 yên mấy bạn ơi. 2 cây 300 yên. Cây bự cho bá luôn nè. Ngậm xúc xích vô coi vậy. Ngậm xúc xích vô coi thử coi. Không hả? Thì ngậm xúc xích cho bà coi cây xúc xích bự không? Đúng rồi, có Hy luôn. Hy xúc xích chấm tương cà mấy bữa nay đang ao ước. Coi chừng dơ áo á. Vậy là xúc xích rồi ạ. Ai cũng vô hết, mò hết. Nè mấy bạn nhìn thợ chụp hình, nè, thợ chụp hình. Người mẫu. Trời. Rồi, chú mong ra, đưa tay lên, ẹo đồ vô, ra biển đứng rồi. Trời ơi. Trời ơi, biển xanh mây trắng luôn. Biển cảnh đẹp thiệt luôn á. Nhìn là thợ chụp ảnh nè. Thợ lăn lộn nè. Nằm xuống. Nhóc mình cho lên bộ đồ cá mập. Cho mặc áo phao rồi, cá mập. Sam ơi, chào khán giả coi Sam ơi. Sam ơi chào khán giả coi. Đi tắm rồi. Chỗ này 6 giờ rưỡi đóng cửa. Mà giờ 6 giờ mới bắt đầu đi tắm. 6 giờ nắng còn chang chang luôn, giả mang thì chứ. Quay vòng cho mấy bạn coi nè. Giả mang không? Cảnh đẹp không? Cảnh bên khúc này đẹp nè, lên hình đẹp giả mang luôn. Cảnh này còn đẹp nè. Làm gì né camera. Né camera. Đấy, cho hi. Camera man quay máy quay giờ cha con mình sẽ đi tắm với anh Hiệp. Đi camera man. Đi thôi, Sam ơi. Sam ơi đang cầm gì vậy? Camera hả? Đã quá. Đứng đây. Đã lắm, má lắm. Không chờ đâu. Nó có chìm đâu. Ghê hả? Bơi luôn. Trời ơi, cảm ơn. Sợ quá. Nghĩ đang sợ. Không có sợ đâu con, không sao. Có phao. Có phao vui ha. Có phao vui mà. Có phao mà sợ đâu. Nè con chân con cầm tới đất này thấy không? Camera này thiện chống nước nhưng mà biết sao không? Nó nước muối vô vệ sinh cực lắm nên mình ít khi mình nhúng nó xuống nước mà. Từ hồi mua tới giờ bị rớt xuống nước có lần chứ không phải nhúng nữa. Mát đấy, giờ này tắm đúng mát luôn, trời không có nắng, tắm đúng phê luôn. Bơi một tay luôn, chỗ này nước cũng mau sâu lắm ạ, đi ra tầm khoảng 10 mét là nước sâu ha. Tắm được mới có 20 phút mấy bạn ơi, 6 giờ 15, 6 giờ 20 rồi đó. Tắm được đúng 20 phút luôn, nắng mà vừa yếu xuống tắm, xong rồi tới giờ cái chỗ này đóng cửa luôn, chán thiệt chứ, đi từ Osaka xuống đây, tắm được 20 phút. Giờ là 6 giờ mấy, gần 7 giờ mấy bạn ơi. Mình tắm tới 6 giờ rưỡi xong mình nhảy lên trên xong rồi mấy cái chỗ tắm nước ngọt đóng cửa hết rồi. Chỗ này 6 giờ rưỡi là đóng cửa. Chỗ tắm nước ngọt đóng cửa hết, mở cửa có mỗi cái toilet. Xong nhảy vô lấy cái chai nước suối á. Đổ nước vô xong lấy ra đổ lên đầu cho trôi nước muối xuống cho đỡ rít. Xong bận đồ vô chứ cái mình cũng chưa tắm nước ngọt lại luôn. Giả mang thiệt chứ. Bây giờ rít khó chịu. Bây giờ đi về khách sạn rồi đi kiếm chỗ nào ăn hải sản hay gì, quất bụng. Này là đường phố ở Kobe về ban đêm mấy bạn ơi, nói chung là nó cũng tĩnh lặng ha. Đường phố ở Nhật thì ban ngày nó hơi lộn xộn một tí nhưng mà nó cũng không bằng bên Việt Nam nữa, tại vì xe máy nó ít á, nhưng mà ban đêm nó rất là tĩnh lặng, mặc dù đông người mấy bạn nhìn, người cũng đi qua đi lại, cũng có người đi qua đi lại nhưng rất yên tĩnh, ô tô rồi cũng ít chạy. Hồi nãy anh Hiệp ở tìm ở trên Google Maps á, thì anh tìm ra được một cái quán buffet hải sản giá là 3 sen ha, 3.000 yên là nó khoảng 500.000 mấy bạn. Buffet hải sản hàng 500.000. Đó mấy bạn thấy ở bên Nhật giá nó cũng mềm ha, có những cái quán giá mềm giống y chang ở bên Việt Nam mình nè, chứ cũng không có đắt lắm. Để đi vào quán nó thử xem sao ha. Đẹp đấy. Đây chủ yếu nhà hàng khách sạn đâu nhiều quá. Trung tâm mua sắm. Đây có một con hươu cao cổ làm bằng đồng. Con hươu cao cổ làm bằng đồng. Con gì hả? Siêu nhân hả? À, Amphaman làm bằng đá. Đèn sáng cả một cái đường luôn. Nó đang kiểu cái đu quay nữa kìa. Đu quay hướng này. Đó, đu quay. Thì tiếp rồi có gì mới làm. Tới đây ta cũng tới một đoạn ở Kobe rất là đẹp mấy bạn ơi. Quay cho mấy bạn coi nè. Thơ mộng giả mang luôn. Này cái quán ăn hay nhà hàng gì á, làm đẹp cực kỳ luôn. Ở bên đây là đường vẫn có treo đèn ha.
đường dẫn đều đèn ha, bên đây là nhà hàng này ha, đẹp cực kỳ đẹp luôn, đẹp đấy. Ở đây làm dòng suối đây nè, suối này chứ suối tự nhiên mấy bạn ơi, tự nhiên chứ không phải nhân tạo, sắp đá đâu, ở dưới đá thì người ta lắp bê tông rồi, nhìn rất là sạch đẹp. Bên cũng đông khách đấy, cũng hết bàn, thấy người ta ship hàng. Ừ, có con Sakana hả con? Đang đi lên con. Vô tiệm hết giờ mấy bạn ơi. Vô tiệm là còn có 45 phút nữa nên là do anh Hiệp đi lấy đồ ăn nè. Này tạm bị hô đài quán ăn buffet cho nên là lấy thoải mái. Còn có 45 phút à, đúng ra là 1 tiếng rưỡi mấy bạn. Đồ ăn thì cũng tương đối nhiều á. Có ghẹ rồi nữa. Có cái gì đây nữa thịt nào. Để mình gọi đồ ăn cho mấy bạn coi ha. Đây, 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 đây. Đồ ăn hết rồi, đi theo chú bắt Hiệp đi con. Đi lại đội ghẹ đó, mình thấy có ghẹ, có cua nữa mấy bạn ơi. Đây là có đây bánh mì, có mấy nồi súp cua nè, càng cua nè, ăn xệ mỏ luôn nè, anh Hiệp gấp mấy con vẹm, còn mực gà tùm lum, nói chung là tùm lum rau nè, có sushi nè kia nữa. Giờ phải lấy đồ các bạn, còn có 45 phút anh lấy đồ gấp, anh đi vô ăn trễ giờ. Anh Hiệp ăn rồi cho cảm nhận anh Hiệp. Cái này gọi cá hồi nè. Không gọi cá hồi. Cá hồi hả? Gọi cá hồi. Gọi cá hồi hả? Ăn vô cho cảm nhận coi. 3 sen. Béo rồi thôi luôn. Tạm bây hô đài 3 sen các bạn. 500 ngàn này nè. Chân cua hoàng đế. Và em nè. Cá bạc má. Thịt gà. Bò Kobe. Bò không biết mấy Kobe pizza. Gà chiên. Bò nướng. Bánh mì gì tùm lum tà la món nè. Bò nè. Bò bít tết nè. Bắt đầu ăn ngay. Đốt. Ngon không? Oxy không? Cái đó gọi là cái gì á? Sausage. Sausage gì hả? Tiếng Việt là cái gì? Sausage. Sausage này, ngon không? Ngon hả? Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo bye bye. Cái quán này nó nằm ở trong cảng Kobe luôn. Tụi mình đi tìm mất hết hơn nửa tiếng đồng hồ, cả tiếng đồng hồ mấy bạn mới tìm ra là hết giờ luôn. Thôi giờ cắm đầu ăn cái đã, ăn xong nói chuyện sao, đi ra cảng quay cho mấy bạn coi ha. Gặp một bạn du học sinh, mấy bạn làm thêm ở đây, mấy bạn người Việt luôn, rất là vui tính. Rồi em nằm nói nồi, anh em cho ăn nói gì nữa không? Anh Hiệp thích nhất là món gì? Hàng ngày cuộc sống của anh Hiệp thích ăn nhất món gì? Ăn những gì? Ăn sò lông hả? Dạ anh Hiệp chỉ ăn được sò lông thôi chứ không ăn được gì. Cười. Mực tươi hả anh Hiệp? No quá mấy bạn ơi, no bể bụng luôn. Kêu bạn ăn như điên như dại, đi vô trễ hơn người ta mà. Đi vô là còn được có 45 phút để ăn và lấy đồ ăn á. Chứ bình thường là được 90 phút mà còn có nửa thời gian mà mình phải ăn bằng ta. Đua nó mệt luôn, không có thời gian quay, không có thời gian nói hết. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua bên kia nhà hàng. Đó, ngay chỗ anh bạn người Việt Nam đang đi. Đi qua bên kia là cái cảng Kobe. Rồi bắt đầu sẽ ngắm cảnh cảng Kobe về đêm. Giờ tới giai đoạn đi ngắm cảnh rồi mấy bạn ơi. Đây. Đi ra đây từ cái quán ăn nè mấy bạn. Quán ăn ở trong đây ha. Quán ăn đây, đó, ngay trước quán ăn là cái view cực đẹp luôn nè. Cảng Kobe nè, có con thuyền. Thuyền cực đẹp, có một thiếu nữ đang đứng chụp hình. Wow, mấy bạn nhìn bên kia. Chỗ này là hồi đó mình đi câu cá, đây là gà móm mà mấy bạn nhớ không? Xong mình đổi chỗ á. Đây là chỗ này nè. À, mình câu cá ngay chỗ này luôn nè. Nè nè nè. Hồi bữa mình câu cá ngay góc này luôn nè. Bữa câu cá ngay góc này luôn nè, móm nè, không dính đựng cá nào hết. Nhớ rồi. Đây đâu ra cá? Có cá chứ, cảng Kobe ở đây là biển vô đây mà. Nè, bữa hôm mình làm video mình câu ngay chỗ này nè mấy bạn nhớ không? Là móm nè, xong mình đổi xuống dưới kia. Về tới khách sạn rồi mấy bạn, 11:30. Đi bộ rã ra luôn, đi dạo một vòng, mệt quá trời mệt luôn. Bây giờ nằm lăn đùng đang ngủ rồi, sáng mai dậy, ăn sáng đón tàu đi về. Về quê Osaka thôi. Sau một giấc ngủ ngon lành thì trời đã sáng mấy bạn nha. Thay đồ, đi về quê thôi, về nhà thôi, ớn rồi. Đi từ Osaka đi xuống Kobe tắm biển 20 phút. Rồi, đi về. Trên đường về thì anh Hiệp rủ ghé vô chỗ mua hải sản mấy bạn ơi. Để vô đây coi bán những cái gì. Tôm hùm 8cm, con hả? 8cm. Con 2kg? 8cm 1kg. Bán dưới một con loại cỏ phải hết. Người ta mang lát cam hả? Bán thêm tươi một con hả?
nhỏ nhỏ ba xin tư con mua con lợn nhỏ này được anh Hiệp ơi. Hào, Hào con bự dám ăn. Rồi. Hào con bự dám ăn về sọc luôn. Tôi không tám thêm 1 ký. Được hai con. Ừ. Được á. Bút 4 con hả? Bút con không hết đâu. 2 con thôi. Được 2 con tôm hùm đi. Có ghè không anh? Hết ghè rồi. Tôm hùm 8 thêm 1 ký nữa bạn. Ừ, ăn bu. Thả cho em bỏ ra. Ủa, con này bự quá ha. Con này nhiêu ký này? Không phải 77. 2 con 1 ký mốt. 2 con 3 lên 1 ký rưỡi. 2 xin ký hả anh Hiệp? Lấy mít chứ. Lấy mít chứ bỏ con nước khó. Cái này 2 xin 2. 2 xin 1 con mật tột, mật ốc hương. 2, 4, 6, 7 con ghẹ. Vô nước cá. Ập lên làm hang cua vô hả? Con cua à? Con cua hả? Cũng làm rồi. Cái đó cái gì ta? Không biết cái đó là cái gì luôn. Mùng cưa hả? À, mùng cưa. Dăm cưa, dăm vào. Không phải con tôm mà dăm vào. Đúng đúng con mài chưa? Đồng Hương nói cười không mà không thấy trả lời gì luôn. Anh Hiệp đi mua hải sản gặp Đồng Hương. Dạ Đồng Hương quá. Đồng Hương quý mãi gì hả? Có bà đây Đồng Hương à, Đồng Hương cho lò muối ớt về. Mất Tây Ninh. Muối Tây Ninh. Đồng Hương cho lò muối Tây Ninh. Tổng cộng là nhiêu? Tổng cộng là 16350. Đây vô cái thùng vô cho anh Hiệp sách nè. Sách thùng lớn thử coi. Nhẹ hả? Rồi sách vô Osaka là xiền luôn rồi. Đúng rồi. Về làm liền hả? Dứt lên. Dứt lên hả? Để rồi. Đi trong người. Đổi tàu lần thứ 3. Và chuẩn bị tới nhà mấy bạn ơi. Còn 2 ga nữa là tới nhà. Ở đây cho mấy bạn coi cái thang máy từ dưới lòng đất và đi thẳng lên trên tàu trên không luôn nè. Từ lòng đất đi thẳng lên tàu trên không và cái thang máy dài, thang cuốn chứ. Nó dài không thể tưởng tượng. Đây nè. Bạn nhìn nè. Dạ mày không? Đó. Từ dưới lòng đất đi thẳng lên trên luôn. Yeah, tới nhà rồi. Tới nhà hả Hi? Tới nhà rồi. Về căn nhà yêu dấu rồi mấy bạn ơi. Bây giờ dòng xuống nhà anh Hiệp làm mấy con hải sản ra làm vài lon. Video này mình không có dự định làm gì món ăn mấy bạn ơi. Chỉ là mua mấy hải sản rồi về chế biến rồi mình quay khúc cuối cho mấy bạn coi thôi. Thì mua ở Kobe nè. Trị giá hết cái này là 1,6 man tương đương với lại 2,2 triệu. Hồi nãy em nói 2,2, 2,6 triệu quên anh Hiệp. 2,7 triệu là bao gồm là 7 con ghẹ, 2 con cua tôm hùm. Tôm hùm này là 2 con là nhiêu quên anh ký. Ký mấy anh Hiệp? Ký 6. Ký 6, 2 con tôm hùm. Ốc hương nè là 1 ký rưỡi ốc hương. Ốc hương nè, món này mình làm nè. Khá rẻ đúng không? Ốc hương ra muối nè mấy bạn nhìn nè. Chắc lắm đấy. Bây giờ ăn ghẹ đó đi. Bên này ốc hương xào me anh Hiệp làm nè. Đi ra ngoài quay vô cho nó. Mà thiếu rau răm. Ừ đúng rồi, không có rau răm. Ở bên Nhật ăn hải sản phí lắm, không có rau răm. Nè, ngoài quay vô vậy cho mấy bạn. 2 triệu 7 mà được mâm vậy là thấy hoành tráng rồi không? Chắc không? Đấy. Thôi, chiến thôi. Vô đi. Thôi, vô đi. Cũng lo cái ca. À, vô. Vô nè. Vô. Đây khát nước luôn này. Mời mọi người nha. Đây hả anh Hiệp?
nghe trong người ra sao? Có khoai luôn ạ. Có khoai, phát biểu cảm nghĩ cho khán giả. Giờ này ăn cua nữa không? Giờ này nó say hải sản rồi. Ăn tôm lá cà. Ba tháng sau mới có dám ăn cua không? Ăn cái tôm lá cà không? Chớ luôn. Giờ này thua. Giờ có tôm lá cà không? Cũng thua. Bó tay. Rồi xong rồi, ới hết rồi. Dọn dẹp sạch sẽ luôn các bạn. Cái này, còn bạn tóc thương rồi nè. Còn xấu là chắc hơn nửa ký tóc thương. Đầu hàng luôn rồi. Hải sản mà ăn bây giờ cái vỏ nó lên tới 5kg. Không ai đụng nổi luôn. Ới. Vỏ cua còn gà, cái vỏ tôm này lên tới 5kg. Mấy nha. Nó ớn giả mà ăn luôn. Ăn mà tới ốc hương con bự chà bá, con bằng ngón chân cái á. Ốc hương bự. Ăn ban đầu nó ngọt, và bây giờ cái con cuối cùng mình ăn y chang nha dép lào. Nó vừa no và nó vừa ớn, uống đúng con lon bia luôn. Giả mà ăn. Ở hải sản luôn, ở hải sản Kobe. Rồi video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.